Nếu được chọn một ai đó trong showbiz để làm người yêu, bạn sẽ chọn ai? Oh my god. Em miệt nắng trong tim tôi yêu. Tôi muốn đi ăn đâu? Em muốn đi đâu mà nắng lên nữa. Tự nhiên chợt nghĩ ra trong đầu là nếu mà thi hoa hậu thì như thế nào? Không, anh rất là trông chờ nghe xong là muốn biết lúc đó nó sẽ như thế nào. Em cũng đang rất là hào hứng.